Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món canh đậu nấu với xương và chuối của mình nhé. Mình nấu mất khoảng 1 tiếng nhé, nhưng mà món này rất là ngon. Các bạn hãy làm cho gia đình mình ăn nhé. Và bây giờ mình cùng thực hiện nha các bạn nhé. Sau cái thành phẩm này là cái clip hướng dẫn của mình. Bây giờ mình đang chuẩn bị để hôm nay mình làm cái món là chuối nấu với đậu và xương lợn ạ. Đây là rau thơm gồm có hành lá, lá lốt, rau kinh giới. Mình đang ngâm, đang rửa này cho nó thật sạch. Để tí nữa mình thái thật mỏng, thật nhỏ để cho vào nồi canh khi gần chín nhé. Ngâm mấy lớp muối để rửa cho nó sạch. Xương thì đây khoảng 350g. Thì bây giờ mình sẽ trần xương trước để cho xương của chúng ta nó hết cái bọc bẩn. Sau đó mình sẽ đi rửa lại xương cho sạch và ướp với gia vị để xào qua xương cho thơm nhé. Đậu thì đã thái sẵn như này rồi. Chuối thì mình đang ngâm với nước với cả muối để cho chuối nó không bị thâm được. Rồi mình cùng thực hiện nhé. Trần xương vừa có tác dụng làm cho xương của chúng ta nó sạch những cái bẩn ở bên này và có những cái bọt từ xương nó ra hết nhé, những cái màng bẩn đấy. Thì các bạn chỉ có trần xương, nếu không trần thì các bạn rửa sạch xương với nước muối loãng, sau đó các bạn cho lên luộc. Nhưng mà luộc thì các bạn hớt hết cái bọt đi nhé. Còn trần thì chỉ sủi nước khoảng 1 đến 2 phút thì các bạn tắt bếp và các bạn đổ nước này đi và rửa sạch lại. Sau đó muốn ninh xương nó nhanh, nó ngấm gia vị hơn thì mình ướp xương khoảng 15-20 phút. Sau đó mình xào săn xương ngay, sau đó cho nước vào mình ninh để đợi xương nó sủi như vậy nhé. Khi mà xương nó chưa sủi trở lại như này, nước xương nó sủi ấy, thì các bạn cho mình sủi khoảng 1 phút nhé, để cho xương nó hết cái máu đỏ ấy. Và mình đổ cái nước này đi nhé. Và các bạn rửa lại xương cho mình, xả nước sạch vào nhé. Sau đó để ráo nước và ướp gia vị. Đổ xương ra, xương trần xong mình cho ra cái bát để ráo nước nhé. Và bây giờ cũng ướp gia vị vào cái xương. Các bạn cho mình một ít bột canh, một ít muối, một canh hay là muối đấy mà, một và một ít bột ngọt mình ướp xương. Ướp trước thì khi mình đi ninh nó sẽ ngon hơn ạ. Rồi một ít muối này, bột canh này, một ít bột ngọt. Ít bột ngọt cho một ít thì không ảnh hưởng gì nhá, cho nhiều mới sợ là nhiều cái chất tạo ngọt không tốt, thì mình cho một ít thì cũng không sao. Nửa thìa cà phê. Rồi bây giờ cho thêm một ít nước mắm cho thơm. Và sau đó mình đợi khoảng 15 phút. Sau đó mình đi xào xương với ít hành tím nhé, để xương chúng ta nó ngon hơn. Cho khoảng thìa nước mắm cho nó thơm, cho nó dễ ngấm. Rồi để mình đặt vào nước. Bây giờ mình sẽ đập hành tím này để phi thơm này. Và bên sau đó mình sẽ thái luôn đậu nhỏ hơn để nó sẽ ngấm hơn và ngon hơn. Đậu thì các bạn thái như này mình nhé, thái làm ba như này cho nó dễ ngấm, cứ thái như thế nhé. Sau khi mình cho nồi canh thì gần được. Và bây giờ cho ngay cái chảo này, cho ít mỡ heo vào này. Đợt này nhà đang nhiều mỡ heo nên mình dùng mỡ heo. Thì con lợn ở nhà ấy, mà có mỡ thì mình tiện mình dùng luôn ấy. Thơm hành tím này. Bên cạnh là cái bát xương, tí nữa mình cho đây mình đảo cùng nhé, đảo lúc. Đảo to qua cho nó ngấm gia vị, cho nó thơm, không cần đảo kỹ. Và làm sao là cái nồi để mình linh nước để nấu canh nhé. Đun một lúc khi nồi xương chúng ta nó đã cạn nước và nó thơm lên rồi thì các bạn đổ ra cái nồi nhé. Các bạn đổ ra cái nồi này, cái nồi nước này để các bạn ninh nhé, để cho cái nước này nó ngọt. Bây giờ các bạn ninh cho mình 30 phút thôi. Gia vị thì không cho gì nữa nhé. Khi mà mình cho chuối vào thì sau mình sẽ cho thêm gia vị sau. Trong khi chờ đợi ninh cái nồi xương này thì mình sẽ đi thái rau thơm. Cái phần rau này các bạn để ráo nước và các bạn thái thật mỏng cho mình nhé, và nhỏ. Và cho nhiều rau này để ăn cái món này nó mới ngon ạ. Thái thật mỏng cho mình và nhỏ để
cho nó thơm. Có tía tô này, có hành này, có lá lốt này. Nhà mình hay ăn như vậy. Thái thật mỏng cho vào giỏ, chứ là mình sẽ cho lúc nào gần chín mình sẽ cho vào. Chuối thì các bạn cũng rửa sạch cho mình nhé. Đối với cái nồi nước xương này, khi mà nó sủi lên này thì các bạn vớt bớt cái bọt này đi, bọt từ là giá vị nó ra, còn nước xương này nó không còn bọt nữa đâu. Thì mình đã đổ hết cái nước này, bọt cũng xước rồi. Khi vớt xong rồi nhé thì các bạn cho nhỏ lửa đun cho mình 20 phút. Sau 20 phút thì các bạn cho chuối nhỏ nhé, còn đun thêm 20 phút nữa là 40 phút. Cho chuối rồi, 20 phút nữa là cho chuối rồi. Để chuối, vì chuối muốn chuối nó mềm thì các bạn cho vào sớm. Các bạn có thể xào chuối, nhưng mà mình cho chuối vào như thế này, sớm như này thì nó cũng sẽ rất là nhanh ngấm gói vị nhé. Và khi cho chuối vào thì mình sẽ cho thêm một chút nước, chút muối bột canh nữa mà. Cho chút muối bột canh vào cho chuối nó ngấm. Sau đó mình sẽ lên nếm sau, cho khoảng gần một thìa cà phê muối bột canh vào. Đậy vung lại đun 20 phút nữa. Bây giờ chỉ đợi cái nồi canh của chúng ta nó nhừ xương và nhừ chuối thì mình mới cho rau thơm và đậu vào. Khi om xương với được 40 phút và chuối được 20 phút, chuối cũng mềm ra như này rồi, xương cũng mềm rồi thì mình sẽ cho đậu vào nhé. Om thêm 10 phút nữa. Với cái rau thơm mà nấu cái món này ấy, thì rau sơm thơm lại phải mềm ấy, thì nó mới hòa quyện với cái món này nó mới ngon. Cho nên mình sẽ cho rau thơm vào sớm một chút, và đun sủi từ 3 đến 5 phút nữa để cho cái rau thơm này nó mềm và nó quyện vào món ăn thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Bây giờ các bạn dí cái rau thơm này xuống nhé, để cho nó ngập và nó sủi lúc 3 đến 5 phút cho nó chín. Nó sẽ hơi bị cố màu một chút, nhưng mà món này như vậy thì nó mới ngon. Và cái rau này nhé, khi mà chúng ta nấu như này, cái rau này có tác dụng để trị ho nó rất là tốt chứ. Cả long đồng. Nên mình được cái cháu bé rất thích ăn cái món này, nên ăn cái rau này, cái nước này rất là hợp. Mình sẽ làm xong cái món chuối đậu nấu với xương heo vô cùng hấp dẫn này các bạn. Đây nó ngả màu hơi đậm một chút này là được rồi nhé. Và giờ mình sẽ dùng video ở đây nhé. Món canh này ăn rất là ngon ạ, về nhà mình nấu rất là nhiều lần rồi. Mà để đơn giản các bạn hãy làm giống mình nhé, ngọt thơm ngon và đặc biệt là hỗ trợ để giảm ho và long đờm nữa nhé.